Hung thần Hagibis quét qua, nước lũ Nhật Bản vẫn sạch bong không cọng rác. Siêu bão Hagibis ngày 12 tháng 10 đã đổ bộ Nhật Bản tàn phá nhà cửa và khiến hàng chục người chết. Dù vậy, nhiều cư dân mạng châu Á, trong đó có Việt Nam, Malaysia đã tập trung vào những tín hiệu tích cực nhìn thấy từ cơn bão, ví dụ như nước lũ sạch bong không một cọng rác ở Nhật Bản. Trang Godopus.com của Malaysia đã đăng tải hình ảnh về lũ lụt ở Malaysia và lũ ở Nhật Bản và chỉ ra hai điểm khác biệt. Trước tiên, màu nước lũ ở nước này cũng như ở nhiều nước trên thế giới đục hơn là do nhiều bùn đất bởi đất bị cuốn trôi ở nhiều nơi. Trong khi đó ở các thành phố và đường phố Nhật Bản cơ bản đã được lát gạch. Sự khác biệt thứ hai là hầu như không có rác thải trong nước lũ ở Nhật Bản. Theo Tân Hoa Xã, Nhật Bản có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất thế giới về phân loại, tái chế rác thải và đã được thực hiện trong nhiều năm đồng thời trở thành một kỹ năng sinh tồn cơ bản cho người dân Nhật Bản. Việc phân loại và tái chế rác ở các khu vực khác nhau của Nhật Bản về cơ bản là tương tự nhau. Có một thời gian quy định cụ thể để xử lý từng loại rác thải. Những loại rác thải lớn cần hạn chế và phải trả tiền. Vứt rác bừa bãi có thể bị phạt rất nặng và thậm chí ngồi tù. Ví dụ, tại khu Shibuya ở Tokyo, để phân loại rác, người dân cần tham khảo biểu đồ phân loại rác. Bên cạnh phiên bản tiếng Nhật, phiên bản tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Hàn cũng có sẵn tại văn phòng của khu và trên website của chính quyền địa phương. Rác thải gia đình về cơ bản được chia thành các loại dễ cháy, không cháy, rác cỡ lớn và rác thải nguồn. Sau khi quen với sự phân loại này, cách thức thiết thực nhất để phân loại rác thải là xem rác có thuộc loại không dễ cháy, loại rác cỡ lớn và rác thải nguồn không, còn phần lớn còn lại được xem là rác dễ cháy, rác không cháy không thích hợp để đốt và nghiền, bao gồm kim loại, thủy tinh, gốm sứ, pin khô và các thiết bị nhỏ như máy sấy tóc. Vì rác không cháy không phổ biến nên tần suất tái chế loại rác này rất thấp, thường là mỗi tháng một lần. Với rác thải nguồn, gồm các chai nhựa, báo, tạp chí và thùng giấy thường thu gom mỗi tuần một lần. Theo phương pháp phân loại mới nhất, rác thải có chứa thủy ngân cũng được phân là rác thải nguồn. Thay vì trộn các rác thải nguồn với nhau, điều cần làm là làm sạch, phân loại và đóng gói tất cả các loại rác thải nguồn. Quan trọng hơn là các chai nhựa và giấy gói thường bị loại bỏ và chuyển sang chất thải dễ cháy và để lại thân chai để tái chế. Đối với những chai lọ như sữa hoặc đồ uống, giới chức cũng khuyến cáo người dân rửa sạch trước khi vứt bỏ để tránh gây mùi khó chịu cho nhân viên tái chế. Xử lý rác lớn, chủ yếu là đồ nội thất dài hơn 30cm, cần được đặt trước và phải trả tiền ở Nhật Bản. Ví dụ, một chiếc ghế sofa đơn có giá 800 yên, 7,37 đô la Mỹ, và một ghế sofa đôi có giá 2,000 yên, 18,42 đô la Mỹ. Theo thông tin trên website giới chức Shibuya, để vứt bỏ một máy giặt, người dân phải trả 2.484 yên, 22,88 đô la Mỹ. Tại Nhật Bản, vứt rác bị xem là hành vi vi phạm và bị phạt tới 5 năm tù hoặc phạt lên tới 10 triệu yên, 92,100 đô la Mỹ. Các công ty có thể bị phạt tới 100 triệu yên, 921.000 đô la Mỹ, nếu xả rác thải công nghiệp bất hợp pháp. Trong sinh hoạt hàng ngày, rác dễ cháy là phổ biến nhất, bao gồm rác thải nhà bếp, giấy, quần áo cũ, canh và lá cây. Về cơ bản, rác có THEDOT được phân loại là rác dễ cháy. Loại rác này thường được xử lý 2 lần một tuần trong các túi trong suốt hoặc sáng màu. Mặc dù một số chất thải dễ cháy là nhựa, cao su hoặc da, như giày và túi da nhưng những loại rác này rất khó để tái chế như chai nhựa nên thường được đốt trong lò xử lý rác của thành phố. Có 21 nhà máy đốt rác ở 23 quận của Tokyo tại Nhật Bản. Người dân để các túi rác bên ngoài nhà ở để xe tải đi thu gom rác theo các tuyến đường. Do đó, hầu hết là không có các thùng rác ở trước cửa nhà, để ngăn chặn các loài vật phá các túi rác trước nhà. Các tấm lưới màu xanh được sử dụng để che chắn ngăn chặn. Nỗ lực cứu hộ tuyệt vời của Nhật Bản trong siêu bão Hagibis. Nỗ lực cứu hộ tuyệt vời của Nhật Bản trong siêu bão Hagibis đã giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của. Chính quyền Nhật Bản đã nhiều lần cảnh báo bão Hagibis có sức công phá tương đương siêu bão tấn công Tokyo vào năm 1958. Cơn bão 6 thập kỷ trước đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và nửa triệu ngôi nhà bị ngập lụt. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng an toàn, hiện đại hóa và nỗ lực cứu hộ tuyệt vời của Nhật Bản đã mang lại hiệu quả rõ ràng trong siêu bão Hagibis lần này. Theo tờ Mainichi, ít nhất 9 người thiệt mạng, 14 người khác bị mất tích và khoảng 100 người bị thương sau khi bão Hagibis càn quét Tokyo hôm 1210 hôm nay. Bão Hagibis hướng về Tohoku và dự kiến đi ra Thái Bình Dương vào chiều tối cùng ngày. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành mức cảnh báo cao nhất đối với 12 tỉnh do lo ngại lượng mưa kỷ lục sẽ trút xuống. Ngày 13 tháng 10, Nhật Bản đã huy động trực thăng cứu hộ người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt ở Nagano, nơi bờ kè sông Chikuma bị vỡ, và dòng nước đang tiếp tục lan rộng trên các khu dân cư. Trực thăng đã cứu hộ thành công những người mắc kẹt trên tầng 2 của một ngôi nhà chìm trong nước lũ. Cảnh quay trên không cho thấy những chiếc tàu ngập chìm dưới nước. Một đoạn dài ở thành phố Đết, tỉnh Fukushima, ở thành phố Đết, nước dâng đến nóc nhà, một phần của tỉnh Miyagi gần đó cũng chìm trong biển nước. Các nhà chức trách cảnh báo về nguy cơ sạt lở,
Trong số những người thiệt mạng có các nạn nhân bị chôn vùi trong lở đất, số khác bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, 27.000 binh sĩ quân đội và các đội cứu hộ đang được điều đến Nagano và các địa điểm khác. Ông nói rằng thiệt hại đối với nhà ở từ trận lụt là rất lớn nhưng hứa sẽ phục hồi. Khoảng 380.000 ngôi nhà không có điện và 14.000 ngôi nhà thiếu nước sinh hoạt. Ông Suga cho hay, thuyền và máy bay trực thăng đã được điều đến các khu vực bị ngập lụt, cố gắng đưa mọi người ra khỏi những ngôi nhà bị chôn vùi bởi lở đất. Chính trị gia đảng cầm quyền Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết mình trong các hoạt động cứu hộ bão Hagibis, đảm bảo đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, ông Kishida thừa nhận, lưới điện của Nhật Bản cần phải được tăng cường để mọi người trong khu vực thảm họa có thể kịp thời nắm bắt thông tin. Rất nhiều rủi ro vẫn còn, và đó là một thực tế chúng ta phải cảnh giác, ông Kishida nói trên truyền hình NHK. Chúng ta phải làm hết sức mình. Trong những thời điểm này, một thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi siêu bão Hagibis đổ bộ Tokyo hôm 12 tháng 10 với những cơn mưa lớn và gió mạnh, các nhà ga và đường phố thường đông đúc ở Tokyo trống trơn. Người dân được khuyên nên ở trong nhà, nhưng cuộc sống đã nhanh chóng trở lại bình thường dưới bầu trời hửng sáng vào ngày hôm nay ở thủ đô. Các trung tâm sơ tán đã được thiết lập tại các thị trấn ven biển với hàng chục nghìn người tìm nơi trú ẩn. Hãng tin Kyodo cho biết cảnh báo sơ tán đã được ban hành cho hơn 6 triệu người.